Bài học tiếp theo của dây sòn rế. Như bài trước tôi đã nói, ngón không là sòn. Ngón 1 là la, ngón 2 là si, ngón 3 là đô, ngón 4 là rê. Dây ngoài gồm có nốt rê là dây buông, nốt mi là ngón 1. Nốt mi là ngón 1, nốt pha là ngón 2. Nốt son son 2 đấy. Son 2 là ngón 3. Nốt la 2 là ngón 4. Rồi thế tay 2 của nó thì nếu dây trong bắt đầu chúng ta sẽ chuyển thành nốt đô. Đô là ngón 1 này. Rê là ngón 2. Rê mi mi là ngón 3, pha là ngón 4. Dây tôi đọc lại này. Đô rê mi pha. Còn dây ngoài sẽ có son là ngón 1 này, son la là ngón 2, si là ngón 3, đô là ngón 4. Đô này nó sẽ là đô đô 2 của dây sòn rế. Đô 1 nó nằm đây. Đô 2 đây. Đấy. Cách cách chuyển thế này, dây trong sẽ chuyển như này này. Son la si đô chuyển. Chuyển về nốt si. Si là về ngón 2. Nó cũng tương tự như dây đồ son thôi, chỉ khác ở cái tư duy nốt thôi, có nghĩa là mình kia thì là cái cách vận hành của cái tay nó vẫn y hệt như thế, nó chỉ khác về cái tư duy nốt thôi. Dây ngoài thì vẫn cũng như thế thôi. Rê rê mi fa son là chuyển thế, son son bất di bất dịch là ngón 1. La cũng thế, la là ngón 2, si ngón 3, đô là ngón 4. Đây, cách chuyển đây. Đó thì các bạn đã học được hai thế tay của dây sòn sòn rế rồi, thì nói chung là cũng chơi được kha khá bài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn.